Vâng, cho em địa chỉ mình ở đâu nhỉ? Em ở xa Liên Sơn. Liên Sơn. Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Liên Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Đám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021 và chúng tôi rất hạnh đón chị trong tên. Chị Hạnh ạ. Hạnh tại Vĩnh Phúc, Lập Thạch có về ký duyệt và nhận một chiếc sập ngồi, sập ngũ phúc Tùng Lộc bằng chất liệu gỗ vụn. Kích thước là 1m6 x 2m đây. Thì trước mặt quý vị thì hình ảnh thì cũng như là cái bộ sản phẩm mà phía bên trong này thì tôi có quay lại một video clip kỷ niệm mà chị đã ký duyệt cái bộ sản phẩm này. Có gì à? Cho ký lại riêng cái. Đây, quý vị đây hình ảnh chiếc sập đây. Sập ngũ phúc Tùng Lộc. Kích thước là 1m6 x 2m. Dạ dày 10 phân, chân 24. Bây giờ là đang là buổi chiều tối và khách hàng rất là xa, cách chúng tôi 7-80 km và đến ký duyệt. Và thì em cũng xin luôn chị biết. Không biết chắc là chị biết xưởng mình ở, chắc là xem trên mạng thấy hay là. Vâng ạ, em đã tìm hiểu xưởng của mình qua một trang mạng xã hội YouTube rồi anh ạ. À vâng vâng. Em đã đặt rất là nhiều niềm tin rồi, thì hôm nay em mới dành khoảng bớt chút khoảng thời gian của mình để lên đây để tham khảo cũng như là ký kết cái nhận cái sọc này. Vâng vâng, thì rất cảm ơn chị nhá, đã tin tưởng cũng như là tìm hiểu rất là kỹ về xưởng rồi thì mới quyết định là lên và ủng hộ xưởng một bộ sản phẩm. Vâng vâng. Nên là chị xem ký hết rồi, xem mọc và cũng ký rồi, bây giờ ký nhận rồi thì sau đó thì chúng tôi sẽ hoàn thiện cũng như là bàn giao cho gia đình. Ok nhá, cảm ơn chị nhá. Hiện tại đang là buổi chiều quý vị nhá, mùng 2 tháng 1 năm 2021.